Liên quan đến vụ ông Nguyễn Trường Hải dùng bằng tiến sĩ giả để làm giảng viên, thì một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xác nhận công an đã vào làm việc. Đến nay, ông Hải đã bị phát hiện dùng bằng thạc sĩ tiến sĩ giả để lừa gần 10 trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ thành phố, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã xác nhận ông Hải từng là giảng viên, thậm chí giữ chức trưởng phó khoa ở trường. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các trường đại học và cao đẳng có liên quan về vụ việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn đề nghị các trường rà soát, báo cáo việc tuyển dụng mời giảng dạy đối với trường hợp ông Hải tại đơn vị.